tin RT dẫn cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga đưa tin, bà Julia Timoshenko đang nằm trong danh sách truy nã của Nga. Nữ chính trị gia này hiện lãnh đạo đảng đối lập Tổ quốc trong Quốc hội Ukraine. Bản tin về nhà hoạt động chính trị kỳ cựu 63 tuổi của Ukraine, người đã tham gia tranh cử Tổng thống 3 lần, bắt đầu thu hút sự chú ý của giới truyền thông hôm 7 tháng 6, dù nó chỉ đề cập tới thông tin bà Timoshenko bị truy nã theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự mà không cung cấp thêm chi tiết. Năm 2005, bà Timoshenko giữ chức thủ tướng Ukraine trong vài tháng, sau khi đồng lãnh đạo một loạt cuộc biểu tình được gọi là cách mạng cam, bắt đầu từ kết quả gây tranh cãi của cuộc bầu cử tổng thống năm 2004. Biến động đã dẫn đến chiến thắng của ông Viktor Yushchenko, một ứng viên tổng thống thân NATO và phương Tây. Bà Timoshenko tiếp tục lãnh đạo chính phủ Ukraine từ năm 2007 đến năm 2010, sau khi ông Viktor Yanukovych, người đề xướng duy trì quan hệ hữu nghị với Nga, Ranh chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010, bà Tymoshenko bị cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực khi ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt với Moscow. Năm 2011, bà Tymoshenko bị kết án 7 năm tù về tội lạm dụng quyền lực nhưng được thả sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn năm 2014. Nữ cựu thủ tướng đã nhiều lần chỉ trích tổng thống Ukraine đương nhiệm Volodymyr Zelensky vì đã thâu tóm quá nhiều quyền lực. Cuối năm 2023, Bà thúc giục ông Zelensky đưa ra kế hoạch B để giải thoát Ukraine khỏi cái mà bà gọi là tình huống khó khăn và khá bi thảm. Ám chỉ cuộc xung đột Ukraine với Nga nhưng không đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào. Nga đã đưa nhiều quan chức Ukraine vào danh sách truy nã, cùng cả ông Zelensky và cựu Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko. Mặc dù bản tin truy nã sau đó đã bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu công khai, Moscow khẳng định sẽ không để tội ác trên tranh của Kiev, bao gồm cả các cuộc tấn công vào dân thường, diễn ra mà không bị trừng phạt. Tổng thống Zelensky phát biểu tại đối thoại sang Rila, một diễn đàn an ninh tại Singapore hôm 2 tháng 6. Vào những năm 1990, Ukraine đã phải gánh chịu một trong những sự lừa dối lớn nhất trong lịch sử hiện đại khi sự đảm bảo an ninh từ các cường quốc hạt nhân để đổi lấy kho vũ khí hạt nhân đặt tại Ukraine không chuyển thành an ninh thực sự. Ngày này đúng 28 năm trước, khi Ukraine bán giao đầu đạn hạt nhân cuối cùng cho Nga theo một thỏa thuận quốc tế đa phương và chính Nga đã cố gắng xóa Ukraine khỏi bản đồ chính trị thế giới. Theo ông Zelensky, vào những năm 2000, Ukraine phải đối mặt với những hành vi xâm phạm rõ ràng đầu tiên của Nga đối với lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine cho thấy rằng không có yếu tố nào trong cấu trúc an ninh thế giới có khả năng kiềm chế Nga và buộc nước này phải tuân thủ các nguyên tắc và mục đích của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Ông Zelensky cáo buộc Nga, vào giữa những năm 2010, Nga đã mang chiến tranh đến đất nước của chúng tôi, một cuộc chiến mà người Ukraine chúng tôi không bao giờ muốn, không kích động, và nó đã mở rộng thành một cuộc chiến nguy hiểm nhất mà châu Âu từng trải qua kể từ Thế chiến thứ hai. Đề cập tới Hội nghị hòa bình về Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tháng này, ông Zelensky cho biết hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị nhà lãnh đạo ukraine cho biết thêm tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên chúng tôi sẽ giải quyết ba điểm của công thức hòa bình gồm an ninh hạt nhân an ninh lương thực và thả tù nhân chiến tranh sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình khi đa số các nước đồng ý về những nhận thức và bước đi chung các bên liên quan sẽ chuyển điều này cho nga hướng tới một kết quả tương tự sáng kiến ngũ cốc nếu những điều cơ bản này được thực hiện thì các điểm khác của công thức hòa bình cũng sẽ có tác dụng Tổng thống Zelensky nói rằng ông rất thất vọng vì một số nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Ngoài ra, ông cũng cho rằng hiện có những nỗ lực nhằm phá vỡ hội nghị. Tổng thống Ukraine kêu gọi các quốc gia châu Á cũng tham gia hội nghị. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đề xuất hòa bình thông qua ngoại giao, một hình thức toàn diện và công bằng, hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu và tôi mời khu vực của các bạn, các nhà lãnh đạo và các quốc gia của các bạn tham gia. Để người dân của các bạn tham gia vào các vấn đề toàn cầu này và bằng cách đoàn kết chống lại một cuộc chiến tranh, chúng tôi tạo ra cho thế giới một trải nghiệm thực sự, trải nghiệm vượt qua bất kỳ cuộc chiến tranh nào và trải nghiệm về việc ngoại giao thực sự hiệu quả. Thụy Sĩ đầu tháng này xác nhận đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào ngày 15 tới ngày 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bujengstock, tuy nhiên Nga không được mời tham dự theo bộ ngoại giao thụy sĩ hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở ukraine cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của nga vào tiến trình hòa bình sự kiện được tổ chức theo lời đề nghị của Kiev và xoay quanh thảo luận công thức hòa bình của Ukraine. Công thức hòa bình được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Đây là một bản đề xuất gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu như Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Về phía Nga, giới chức nước này tuyên bố bất cứ đàm phán nào về hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị hòa bình, trong đó có Nga và Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31 tháng 5 cho biết Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine vì hội nghị này không đáp ứng được kỳ vọng của Bắc Kinh. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Guardian được công bố hôm 1 tháng 6, Tổng thống Zelensky bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi từ việc ngừng bắn. Theo ông, kịch bản này sẽ cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và củng cố thêm sức mạnh. Ông Zelensky nhận định, Nga cần nghỉ ngơi để ổn định vị thế trên chiến trường. Nga có nhiều thiết bị hơn chúng tôi, nhưng họ cũng có những thiếu sót. Họ thiếu binh lính có kinh nghiệm, đạn pháo và tên lửa. Vì vậy, việc ngừng bắn chắc chắn sẽ có lợi cho Nga, chắc chắn không phải cho chúng tôi. Theo ông Zelensky, nếu Nga có thể củng cố lại lực lượng của mình trong thời gian tạm dừng giao tranh, nước này có thể trở nên đủ mạnh để đưa ra tối hậu thư cho Ukraine như nhượng lại lãnh thổ, cam kết không tham gia các liên minh, hoặc các điều kiện không mong muốn khác. Tổng thống Zelensky cảnh báo, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có được sức mạnh, ông ấy có thể đưa ra tối hậu thư buộc Ukraine công nhận tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, đứng ngoài NATO, quên đi việc gia nhập Liên minh châu Âu. Và sẽ có nhiều điều kiện như vậy được đưa ra tùy thuộc vào sức mạnh của Nga vào thời điểm đó. Vì vậy, ngừng bắn là một cái bẫy. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Ông có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu làm Tổng thống, song không nêu rõ các bước để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa cũng nói rằng cả Moscow và Kiev đều muốn giữ thể diện và muốn có một lối thoát. Theo ông Trump, người Ukraine có các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát sẽ ổn định khi các khu vực này trở thành một phần của Nga. Qua Washington Post đưa tin vào tháng 4. Tổng thống Zelensky cho biết ông không tin ông Trump muốn được nhớ đến là kẻ thua cuộc trước Nga trong cuộc chiến ông zelensky đặt ra một kịch bản trong đó ông trump với tư cách là tổng thống mỹ quyết định chấm dứt chiến tranh ông zelensky nói thêm bằng cách đó thông qua đối thoại ông ấy có thể nhận được sự xác nhận từ ông putin rằng chiến tranh đã kết thúc và thế là xong khi đó người ukraine sẽ không chấp nhận điều này nhưng ông ấy có thể nói vậy thôi tôi sẽ không viện trợ cho các bạn không vũ khí không tài chính ông ấy có thể đàm phán với một số đối tác và họ cũng có thể dừng lại việc viện trợ Ukraine đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu, dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15, 16 tháng 6. Cho đến nay, khoảng 90 quốc gia đã xác nhận tham gia sự kiện này. Tổng thống Zelensky cho biết, ông hy vọng hội nghị sẽ giải quyết một số lĩnh vực quan trọng như an ninh năng lượng, trao đổi tù nhân, trao trả trẻ em bị trục xuất, an ninh lương thực toàn cầu và các chủ đề khác. Một trong những yếu tố then chốt của công thức hòa bình 10 điểm do ông Zelensky đưa ra là việc Nga rút hoàn toàn quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, Moscow không công nhận công thức này. Trên hướng Kharkov, giao tranh vẫn tiếp diễn ở Volchansk. Quân đội Ukraine chịu tổn thất nặng nề khi đưa lực lượng dự bị mới vào trận chiến. Binh lính Ukraine ngày càng khó rút lui về phía nam qua sông Volchia, đặc biệt là khi cây cầu cuối cùng bắc qua sông đã bị phá hủy. Xét đến ưu thế về số lượng của Nga với Ukraine, việc duy trì lực lượng dự bị có vẻ phù hợp hơn. Tại Lipsy, binh lính Ukraine cố gắng phát động một cuộc phản công, nhưng cho đến nay chiến tuyến vẫn không có biến động. Trên hướng Atyomos, bang cuộc tấn công vào thành phố Chasopya vẫn tiếp tục. Tại đây, lính dù Nga liên tục tấn công tiến về phía trước. Có những trận chiến khốc liệt bên trong khu vực kênh đào mà lính Ukraine đã biến thành pháo đài. Lực lượng đầu bộ của quân đội Nga với sự yểm trợ của xe bọc thép, xe tăng, pháo binh và lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã đánh bật quân đội Ukraine từ phía nam và phía bắc quân đội nga vượt qua kênh đào và chen vào hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang ukraine trên hướng Abdibskoye, quân đội nga đang mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ gần umansky và Nitelovo. sau đó khi binh lính ukraine rút lui về kaluga lính pháo binh nga phá hủy các địa điểm cố thủ của ukraine trên các lối vào làng vẫn chưa có cuộc tấn công nào vào kaluga Gần đó, binh lính của quân đội Nga đang tiến đến vùng ngoại ô Yasnobrodovka, nhưng tại đây Ukraine vẫn đang chống trả, bất chấp việc quân đội Nga đã cắt đứt con đường tiếp tế cho quân Ukraine từ phía Nam và phía Bắc. Tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào ban đêm đã làm suy yếu nghiêm trọng cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đây là cuộc tấn công lớn thứ sáu vào các nhà máy nhiệt điện của Ukraine trong vòng 2 tháng rưỡi. Các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy năng lượng được ghi nhận ở ba khu vực Dnipropetrovsk, Kirovograd và Ivano Frankips có bằng chứng cho thấy hai nhà máy điện bị trúng đạn, thiết bị ở đó bị hư hỏng nặng. Quân đội Nga cũng tấn công một sân bay quân sự ở CE, vùng Lviv. Từ 4 giờ sáng, đã có 4 tới 5 lượt tấn công, người ta nghe thấy tiếng nổ tại sân bay quân sự CE, nơi lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị tiếp nhận F-16 của Mỹ. Gần đó cũng có nhà kho của cựu tiểu đoàn công binh. Theo người dân địa phương, đã xảy ra một vụ nổ rất mạnh. Một đòn khác giáng vào nhà máy sửa chữa ô tô CE. Trong tuần trước, thiết bị phương Tây đã được đưa vào kho ở đây. Một cuộc tấn công khác diễn ra tại một sân bay ở ngoại ô Duliba, nơi có tiểu đoàn Lvov của Lữ đoàn Phòng không Kỹ thuật Vô tuyến Ukraine gây thương vong. Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, chính quyền của ông Biden đã lập luận rằng việc cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ là quá rủi ro. Họ lo ngại một cuộc tấn công lớn của Ukraine có thể gây ra xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết quyết định nới lỏng mới có hiệu lực từ hôm 30 tháng 5 cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để bán trả các lực lượng Nga tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ từ bên kia biên giới, giáp vùng Kharkiv. Nhận định về động thái của Mỹ, ông Mikola Bieliskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine cho biết điều này có thể ổn định trên tuyến và tạo điều kiện để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực Kharkiv trước khi họ tiến vào. Theo các chuyên gia, các loại vũ khí Mỹ mà Ukraine đã được Mỹ bật đèn xanh sử dụng để tấn công vào Nga, bao gồm hòa thần HIMARS. Ông Philip Ingram, cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh cho biết quyết định của ông Biden sẽ giúp Kiev giảm bớt việc phải rút quân khỏi các mặt trận quan trọng ở khu vực phía đông Donbass. Ông nói rằng Nga đang yếu thế và sẽ phải suy nghĩ lại về các chiến thuật mà họ đã sử dụng trong cuộc tấn công vào Kharkiv. Ông Dobly, thành viên cấp cao tại chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại lập luận, Nga đã lợi dụng hạn chế của Mỹ trước đó như một thiên đường trú ẩn để tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv, nơi chỉ cách biên giới Nga 30 km. Nga có thể duy trì pháo binh ngay bên kia biên giới, họ có thể duy trì hệ thống phòng không, tác chiến điện tử, chỉ huy và kiểm soát ở đó, ông Lee nói. Dù vậy, ông Lee và các chuyên gia khác cho rằng giờ đây Nga gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục mô hình tấn công xuyên biên giới này. Ông Inkaram nói thêm, Nga thiếu lực lượng để tấn công mạnh vào Kharkiv. Chưa tới một ngày sau quyết định mới nhất của Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31 tháng 5 nói với tờ The Guardian rằng ông đang kêu gọi Mỹ chấp thuận để Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ông Mark Kansian, cựu sĩ quan Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định quyết định của ông Biden mới là bước đầu tiên. Phía Ukraine sẽ yêu cầu bước tiếp theo tấn công một nhóm mục tiêu, bao gồm ở các khu vực khác ngoài Kharkiv, ông nói. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 31 tháng 5 từ chối cho biết liệu chính quyền ông Biden có khả năng mở rộng chính sách cho phép tấn công những nơi khác ở Nga hay không. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ điều đó.